Nên họ mới ký cái hiệp ước này để mà kiếm tiền trên chính phủ Việt Nam, kiếm tiền trên người dân Việt Nam. Đó, nó thẳng ra như thế. Bây giờ thời hiện đại ra người ta có như thay đổi từ ngữ nó hay thôi các bạn. Nhưng mà tôi nói thẳng, nói thẳng vậy nha. Đọc báo nãy giờ quên. đọc báo nha. Đây, đọc báo nha. Đeo đồ chơi vô nhìn cho rõ, tôi đọc lộn từ Hàn Quốc của Việt Nam thấy trông ngoeo mà. Tôi mà không đeo đồ chơi vô thì đọc lộn như là cái như Việt Nam là kẻ trên, Hàn Việt Nam là người trên mà Hàn Quốc là kẻ dưới, nó lộn. Đọc tới đâu phân tích tới đó nha. À, đây là báo chính phủ các bạn, báo chính phủ chấm VA, tôi đọc báo đảng đàng hoàng nha các bạn thấy nè. Về hợp tác ODA, ODA nha, bà đi xin ăn này. À, coi như là hợp tác toàn diện đi xin ăn này. Chủ tịch nước cảm ơn Hàn Quốc đã cung cấp các khoản viện trợ tín dụng ưu đãi. Mà đi xin ăn. Đây cộng sản Việt Nam đi xin ăn giỏi vậy mà bầu đỏ nói tôi đi ăn mày trên mạng, tôi học tập từ cộng sản Việt Nam đó. Các bạn thấy không? Chưa gì mở đề ra là chủ tịch nước cảm ơn Hàn Quốc đã cung cấp các khoản viện trợ đi ăn mày chứ nữa. Rồi cái tín dụng ưu đãi tức là mượn tiền chứ nữa. Mượn tiền lãi suất thấp. Thấy không? Mà một cái đất nước ở dân mày rõ đằng ra. Nhưng mà Hàn Quốc nó không chấp nhận. Tại vì nó cho cái tiền này, nó hút cái tiền khác các bạn. Nó cho cái tiền này, nó hút cái tiền khác. Rồi các bạn thấy này, coi như hợp tác toàn diện mà mở đầu ra là cảm ơn khoản viện trợ. Rồi tín dụng ưu đãi nữa. Rồi bắt đầu tiếp như hai bên nhất trí như thúc đẩy hợp tác lao động. Thấy chưa? Hợp tác lao động, mở rộng lĩnh vực và hình thức hợp tác lao động mới. Các bạn thấy không? Tiếp tục hỗ trợ để người lao động Việt Nam tại Hàn Quốc và người Hàn Quốc tại Việt Nam làm việc an toàn thuận lợi. Như vậy là sao các bạn? Như vậy cái này là sao? Như vậy rõ ràng cái này đưa lên đầu tiên nha. Thứ nhất là cộng sản Việt Nam cảm ơn Hàn Quốc đã cho tiền, viện trợ là cho tiền đi ăn mày gì nữa, rồi cho vay ưu đãi, cảm ơn trước. Giống như thằng nghèo mà cái như đi xin thằng giàu vậy đó. Coi như bắn 21 phát đạn để đón thằng nghèo tới. Tại vì thằng nghèo cho thằng giàu, cho tiền thằng nghèo, nhưng mà cho tiền khoản này nhưng mà dớt khoản kia. Tụi giàu mới nói vậy đó. Rồi thứ hai gì nữa các bạn? Hợp tác về lao động. Tôi hỏi các bạn, hợp tác về lao động ở gì? Nó người Việt Nam lao động ở Hàn Quốc và người Hàn Quốc lao động ở Việt Nam, đúng không? Bây giờ tôi hỏi các bạn, người Việt Nam lao động Hàn Quốc là người gì? Toàn đi xuất khẩu lao động, toàn đi làm công. Và nói thẳng ra là các cả, nó thẳng ra là gì? Đi làm nô lệ. Người Việt Nam đi qua Hàn Quốc làm nô lệ, làm lao động, làm công nhân, làm nô lệ, thậm chí làm ô xin bên Hàn Quốc nữa. Chứ các bạn thấy có người Hàn Quốc nào mà qua Việt Nam để đi lao động chân tay không? Có, toàn chuyên gia không hả? Có Hàn Quốc nào mà qua Việt Nam đi làm ô xin không? Chắc không có. Nếu có là cá biệt. Như vậy trong cái bài này các bạn thấy này, người ta nói là về mặt lao động nha, xin lỗi. Về mặt lao động nha, thì hợp tác lao động mở rộng lĩnh vực và hình thức hợp tác lao động mới, tức là Việt Nam đưa người qua Hàn Quốc để làm việc và nay người ta cố gắng, người ta hoàn thiện cái cơ sở pháp lý để đảm bảo cái người lao động ở Việt Nam tại Hàn Quốc, hỗ trợ để người lao động Việt Nam tại Hàn Quốc, tức là hỗ trợ cho những nô lệ Việt Nam tại Hàn Quốc bán sức lao động của mình tại Hàn Quốc. Tại vì Hàn Quốc người ta đang cần lao động, dân Hàn Quốc ít. Thứ hai nữa là dân Hàn Quốc nó không có làm lao động kiểu này, cho nên mới thiếu lao động, thiếu hụt lao động, cho nên mới kêu mấy ông Việt Nam qua làm. Mấy tội nghiệp vậy đó. Bây giờ một cái thủ lĩnh của một quốc gia coi như đi bán sức lao động đi qua Hàn Quốc để mà ký cái hợp tác mà đưa nô lệ qua chứ nữa. Bây giờ tôi nói thẳng ra là cách đây coi như 100 năm nó như vậy đó. Và người Hàn Quốc tại Việt Nam làm việc an toàn, những người Hàn Quốc làm tại Việt Nam là những chuyên gia, là những người có chất xám, là những chuyên gia, là những người giỏi. Người ta tới người ta điều hành doanh nghiệp Hàn Quốc, người ta điều hành nhân viên của Việt Nam, hai cái khác nhau. Đồng thời tuân thủ luật pháp tại hai nước. Như vậy là cái ông thủ tướng này các bạn, xin lỗi, cái ông chủ tịch nước này, ông qua, ông đại diện cho kẻ nô lệ đi qua để mà làm việc với bên chủ á, nói mấy ông tạo điều kiện cho dân tôi nó nô lệ, nó kiếm ít tiền để nó gửi về, với là cho nó đồng lương khá chút, xin vậy nữa, và đảm bảo công ăn việc làm nô lệ lâu dài.
nữa. Rồi bên Hàn Quốc á, cái ông tổng thống ông nói với ông Phúc Ghẹo á, bên tôi là đưa chuyên gia của bên bên Việt Nam mà phải tạo điều kiện cho họ bà đảm bảo an toàn về an ninh trật tự, tại vì người ta sợ mà cướp giật bên Việt Nam á, rồi phải tạo điều kiện nó đi lại cho nó thuận lợi. Ý nói á, là coi như là tạm trú tạm vắng cho nó dễ, chứ không phải là coi như là công an Việt Nam mà đi hành xác chuyên gia Hàn Quốc vân 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 vân, người ta ký với nhau ký như vậy các bạn. Cho nên tôi mới nói là kẻ tế người trên và kẻ dưới bằng một cái hình thức người ta gọi một từ ngữ rất là hay là hợp tác, coi như là hợp tác toàn diện. Trời là trời, bạn thấy là tôi nói có đúng không? Các bạn mình lũng tôi quá. Lao động đó, chủ yếu lao động đi qua, chủ yếu lao động các bạn có tưởng tượng là Phúc Quẹo nó đại diện cho những người, đại diện cho những người đi nô lệ, làm nô lệ. Nhưng bây giờ lịch sử người ta bắn 21 phát đạn để chào đón nô lệ qua. Bây giờ người ta lịch sử rồi, còn ngày xưa họ họ không có vậy đâu, tự đi qua đây hầu tao. Nhưng mà bây giờ thời buổi bây giờ hiện đại 4.0 rồi, ai làm vậy các bạn? Người ta bắn cho nó vui cho xôn xao. Tại vì sao? Tại vì thật sự Hàn Quốc người ta cũng cần lao động. Tại vì dân Hàn Quốc thứ nhất nó không làm, nó chê nó không làm. Thứ hai nữa dân số người ta ít. Dân Hàn Quốc nó là nó có, nó mới làm cái việc khác, nó làm cái việc tư duy hơn, sáng tạo hơn, giỏi hơn, thông minh hơn. Thế còn những cái việc bèo bèo họ họ không làm, cho nó tuyển lao động Việt Nam qua, tức là tuyển nô lệ Việt Nam qua làm. Mà bây giờ thì bây giờ cái ông đại diện nô lệ ông qua, ông làm việc lại để cho cái nô lệ của ông làm tại Hàn Quốc cho nó chuẩn hơn chút, tức là việc công an việc làm cho nó đều đều. Rồi lương bổng cho nó khá một chút, lâu dài một chút, nô lệ mà thích nô lệ cả đời luôn. Và thậm chí mà mấy nô lệ Việt Nam á, các bạn nghĩ là nó làm nô lệ ở Hàn Quốc đâu phải dễ các bạn. Mỗi lần mà đi làm nô lệ Hàn Quốc á, là tốn mấy trăm triệu mới làm nô lệ được, không phải dễ đâu. Và có nhiều người là giả làm nô lệ xong rồi trốn luôn. Nó đau khổ tới mức như vậy. Còn lao động Hàn Quốc mà ở Việt Nam là toàn là những cái chuyên gia các bạn. Thì bên hàng bên ông tổng thống ông cũng yêu cầu á, chuyên gia tôi qua làm việc tại Việt Nam, thấy chưa, là phải đối xử cho đàng hoàng nha, hạn chế cướp giật nữa nha, có cái khu Hàn Quốc đàng hoàng nha, công an canh giữ cho kỹ nha, cho đàng hoàng đó, để cho chuyên gia tôi nó điều hành doanh nghiệp đó, để chuyên gia tôi nó quản lý nhân công lao động việc ở Việt Nam đó nha. Đó, họ làm việc với nhau hai bên đó. Về mặt bên Phúc Quẹo cũng có lợi, tại vì để nô lệ làm việc lâu dài và gửi đô la về cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng mà phần lợi vẫn rơi về Hàn Quốc nhiều hơn, tức là người ta muốn Việt Nam bảo vệ cái quyền lợi của những chất xám Hàn Quốc tại Việt Nam. À, người ta vẫn lợi hơn nhé. Tiếp tục đọc tao bình luận tới đó. Đeo đồ chơi vô nói tiếp. Đó là về lao động các bạn nha. Đối với này, đối với lĩnh vực văn hóa, giáo dục, du lịch, giao lưu nhân dân. Nhân dân Hàn Quốc nào mà giao lưu nhân dân Việt Nam trời. Đối với lĩnh vực văn hóa, giáo dục các bạn, giáo dục, du lịch đó, là Việt Nam thích đi qua Hàn Quốc hơn. Thậm chí là coi như cái đảo Jinsu gì đó, Jinsu đi qua là tốn luôn, rồi bây giờ mới mở ra một cái vùng miền núi nào đó rồi cũng tốn luôn, du lịch gì. Còn Hàn Quốc đi du lịch Việt Nam bao nhiêu? Giao lưu nhân dân, chủ tịch nước nêu rõ Việt Nam nhất trí thúc đẩy mở rộng giao lưu văn hóa, giáo dục, du lịch, tăng cường hiểu biết tình cảm lẫn nhau, đại khái như vậy. Hiện nay các bạn này, hiện có khoảng cái gì là 250.000 người Việt Nam tại Hàn Quốc và 200.000 người Hàn Quốc tại Việt Nam. Như vậy các bạn thấy là 250 người Việt Nam tại Hàn Quốc là người nào? Hiện nay có 250.000 người Việt Nam tại Hàn Quốc là người nào? Là những người lao động Việt Nam chứ ai? Phần lớn như vậy. Phần lớn là những người lao động Việt Nam, chưa kể lao động chui, chưa kể đi du lịch chui nữa, du lịch du cơ phải đi, thật ra đi du cơ phải du lịch, du cơ ở lại luôn. Mà 250.000 người Việt Nam này là chính thức, thì phần lớn và rất phần lớn đó là lao động Việt Nam, tức là nô lệ Việt Nam tại Hàn Quốc. Và một phần nữa là gì? Cô dâu Việt Nam tại Hàn Quốc. Mẹ nó ê chề. Tôi nói không có cái quốc gia nào mà nó ê chề như Cộng sản Việt Nam. Mẹ xúc xúc coi như là nô lệ đi qua Hàn Quốc, rồi là xúc cô dâu đi qua nữa. Nó ngán ngẩm. Ở đây tôi không có nói người dân tội nghiệp các bạn. Họ nghèo, họ khổ các bạn. Sống một đất nước mà quốc gia, chính phủ không lo được cái gì hết. Bây giờ người ta phải bán thân
qua Hàn Quốc để đi lao động. Mà qua Hàn Quốc đi lao động tức là đi làm nô lệ, mà đi làm nô lệ này phải mất mấy trăm triệu mới đi được, phải dễ đi nó nha. Chưa hết các cô gái coi như là ở quê không có việc làm, ở đất nước không có việc làm, có gì làm ăn hết, làm lương 3 đồng 7 cọc là phải đem thân mình đi qua làm dâu bên xứ người. Tôi nói có quốc gia nào mà nó nhục nhã ê chề như quốc gia này. Tôi nói là đúng không các bạn? Nhà nước không có lo được cho dân, toàn đi vén đi hốt không à. Các bạn thấy những cái cảnh người Hàn Quốc như em mà đi chọn vợ ở Việt Nam, các bạn có đầy trên mạng như vậy. Mấy cô gái Việt Nam xếp hàng thế này, mặc đồ tắm xếp hàng thế này đấy, để mà mấy cái thằng Hàn Quốc bang nông dân được không, cùi lũi à, mà đi qua chọn vợ tôi lại bay luôn. Ở đây không phải lỗi người dân các bạn, người dân người ta khổ quá người ta phải làm như vậy. Rõ ràng nó thể hiện ra là một cái chính phủ không lo được gì cho dân cả, mà lo vén, lo vớt, lo dớt không à. Vậy mà nó Việt Nam bây giờ có nhiều người tỷ phú lắm, tỷ phú nó hốt nó ăn hết rồi, đâu có để lo cho dân đâu. Nó chia nhau nó ăn hết rồi. Để dân đói khổ như vậy, phải đi làm nô lệ Hàn Quốc, rồi phải đi làm dâu ở Hàn Quốc, mà bây giờ ngồi ký cái hiệp ước gọi là toàn diện. Ký gọi là nó cái hiệp ước cho nó vui, nó toàn diện cho nó oai, nó thật ra đi làm nô lệ. Đi bán thân nữa. Ê chề thiệt. Bây giờ tôi hỏi các bạn ấy nha. Tôi hỏi các bạn, bây giờ nó Hàn Quốc là có 200.000 người Hàn Quốc tại Việt Nam, họ là ai? Tôi hỏi các bạn họ là ai? Họ là các chuyên gia, họ là chất xám. Họ qua Việt Nam để họ điều hành doanh nghiệp Hàn Quốc, họ qua Việt Nam để họ làm ăn, họ qua Việt Nam để họ quản trị nhân viên của Việt Nam tại Việt Nam. Cho họ là ai? Tôi hỏi các bạn 200.000 người Hàn Quốc này có ai làm dâu Việt Nam không? Có không? Chắc cũng có, mà có trường hợp nói chuyện khác. Giống như vợ Trân Thành chẳng hạn. Là cái chuyện khác nha. Rồi có Hàn Quốc nào đi qua Việt Nam làm ô xin không? Chắc cũng có, nhưng cái chuyện hiếm. Có một hoàn cảnh nào đó. Có Hàn Quốc nào mà đi qua Việt Nam để mà đi làm nô lệ lao động không? Chắc cũng có, mà chuyện hiếm. Như vậy chủ yếu là ai? Chủ yếu 200.000 người này là các chuyên gia Hàn Quốc. Người ta đem chất xám qua, người ta tên một cái đầu. Người ta đưa qua là với dưới dạng chuyên gia. Người ăn, người có học, người giỏi. Người ta qua điều hành doanh nghiệp Hàn Quốc. Người ta qua, người ta điều hành cả cái đám nhân viên của Việt Nam. Tại Việt Nam. Tầm cỡ nó khác liền á. Các bạn thấy, cho nên tôi mới nói là kẻ trên, người trên mà kẻ dưới là chỗ đó. Còn ký là ký cho nó vui. Thật ra nó ngồi nó ký, nó cười, nó nói mấy thằng bay, mấy thằng nô lệ. Mày đít lát. Mà tao qua nước bay tao kiếm tiền. Mấy Hàn Quốc nó nói vậy, tao qua nước bay tao kiếm tiền. Mình phải hiểu như vậy. Rồi tiếp tục này. Đúng không? Đúng vào đó ha? Rồi các bạn qua này. Mấy cái ông Hàn Quốc này em khôn lắm. Không vừa đâu các bạn nè. Trong hợp tác đa phương các bạn nha. Các bạn này em khôn lắm các bạn. Câu già lắm các bạn này. Khẳng định tầm quan trọng của việc đảm bảo an ninh an toàn tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông phù hợp với luật pháp quốc tế. Cái này là Nguyễn Xuân Phúc đưa ra, nhưng mà tôi hỏi các bạn này, về Biển Đông, về hàng hải các bạn, mà cái đường lưỡi bò, tôi hỏi các bạn, Hàn Quốc nó có can thiệp không? Có can thiệp cái chuyện không? Không bao giờ nghe. Mà cái đường lưỡi bò này can thiệp là chủ yếu Mỹ là can thiệp là chính. Rồi lâu lâu có cái tàu Canada đi qua nữa. Rồi lâu có lâu lâu năm khi mười hòa có cái tàu Pháp, tàu Anh đi qua nữa. Chấm hết. Chủ yếu là Mỹ. Nhật có get involved vô chút. Có nói vô chút. Chủ yếu là Mỹ. Chứ tôi hỏi các bạn, Hàn Quốc nó có thò mỏ vô cái chuyện á, là hàng hải Biển Đông Việt Nam không? Gần như là không. Mất chi nó dính vô cái chuyện nó cho mệt. Tự nhiên nó dính vô Trung Quốc cho mệt. Các bạn thấy nó lơ lơ là. Nhưng mà ông chủ tịch nước ông đưa cái này vô, mà tôi nói là ông tổng thống Hàn Quốc ở đại thế làm được gì nhau. À, cái đường lưỡi bò này chủ yếu Mỹ can thiệp hả? Cuối cùng là gì? Hai cộng sản tranh giành với nhau, tranh giành biển với nhau, rồi lại một cái thằng tư bản sắp chết, thằng Mỹ nhảy vô can thiệp. Ai can thiệp đâu? Nga nó chả nói gì hết. Hàn Quốc nó càng không. Chỉ có Nhật lâu lâu thọt vô hồn cú. Canada lâu lâu thọt vô hồn cú, tại vì Canada đồng minh của Mỹ. À, rồi Anh, rồi Pháp lâu lâu thọt vô hồn cái cho vui. Đồng minh của Mỹ chủ yếu là Mỹ. Như vậy hai cộng sản tranh giành nhau, tự nhiên tư bản nhảy vô nó ca. Chắc quá. Cho nên cái chuyện Biển Đông á, là ông Phúc Quẹ ông đưa vô gọi là có đưa thôi. Nhưng giờ các bạn coi tiếp này để nhớ vô này, coi nha. Thúc đẩy cái này khôn này, thúc đẩy hợp tác
thực hiện mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, góp vào hòa bình, ổn định và phát triển tại khu vực và thế giới. À, như vậy các bạn thấy không? Như vậy các bạn thấy Hàn Quốc này nó có già không? Nó ép Việt Nam vào là phải tham gia cái chuyện là phi hạt nhân hóa tại bán đảo Triều Tiên. Cái này mới lớn nè. Tại vì thằng Bắc Hàn lâu 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 nó thử cái, lâu lâu nó thử cái, lâu lâu nó thử cái mà làm Hàn Quốc nó còn sốt vó chứ. Nó cũng mệt mỏi đó chứ. Thế là Hàn Quốc này nó kêu Việt Nam, ê bố đây, mày cộng sản với nhau nè. Mày cộng sản, cái thằng kia cộng sản. À, hai tụi bây có quan hệ cộng sản với nhau, tụi bây nói với nhau đi. Nó khô, nó kêu cộng sản vô để mà kiềm chế cộng sản bên kia. À, rõ ràng bắt thằng Bắc Hàn là Việt Nam đứng trên hẳn về mặt kinh tế đúng không? Rõ ràng vậy đó. Việt Nam viện trợ cho Bắc Hàn rất là nhiều. Việt Nam có quan hệ với Bắc Hàn rất là tốt tại vì cộng sản với nhau. Mà bây giờ thằng Nam Hàn á, nó nói Bắc Hàn làm sao nó nghe được? Lâu lâu nó bắn quả, lâu lâu nó bắn quả, mẹ bên Nam Hàn run chích bà luôn. Thế là kia ông cộng sản Việt Nam qua, ê, qua đây, qua đây, qua đây. À, ông nói cái thằng bên kia nghe chưa? Ông nói cái thằng Kim Jong Un đi. À, phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên đi, nói đi. Ông nói đi thì tôi cho ODA chẳng hạn, ông nói đi tôi cho vay ưu đãi, vân vân và vân vân. À, nó kia nó kiểm soát lẫn nhau chứ các bạn, Hàn Quốc đâu phải vừa. Cho nên ông Phúc qua cú này chất quốc coi như là bị coi như nằm dưới không hả? Bây giờ ông nói thằng Kim Jong Un đi, mà ăn được cái thử hoài phi hạt nhân hóa đi, bắn bắn nằm trầm hoài vậy, mất an ninh, mất coi như không ổn định hòa bình khu vực. Ông cộng sản, thằng kia cộng sản, ông nói đi, ông nói đi, ông nói cái nó hại chứ giảm, tôi cho ODA, tôi cho tiền, tôi cho tiền, nói đi tôi cho tiền, nói đi tôi cho tiền, không còn thôi khỏi cho. Nó kiềm chế lẫn nhau chứ. Nói đi tôi cho vay ưu đãi, nói đi tôi cho tiền. Không? Tôi nói, cho nên tôi nói là kẻ trên, người trên kẻ dưới là chỗ đó. Mấy người Hàn Quốc này nó giỏi, nó thông minh lắm, phải ngơ ngơ chứ phúc ghẹo đâu.